Trở thành một thần tượng nổi tiếng đòi hỏi các thực tập sinh luôn phải nỗ lực hết mình. Cho đến khi debut, họ vẫn phải chăm chỉ tập luyện mỗi ngày với cường độ cao, thậm chí là bị phát kiệt sức. Nhiều idol xứ Hàn từng ngất xỉu trên sân khấu, lúc trình diễn trên sân khấu, khiến người hâm mộ không tránh khỏi đau lòng và BTS cũng không ngoại lệ. Chào mừng mấy bồi đến với video những lần BTS bị ngất xỉu. Giờ thì KD Go! Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. Một Jimin khiến cho fan đứng tim vì bất ngờ ngã quỵ xuống khi trình diễn xong tại Gayo Dachunji năm 2016. Đêm nhạc hội Gayo Dachunji của đài KBS 2016 diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi tại Hàn Quốc. Với những phần trình diễn đỉnh cao được đầu tư kỹ lưỡng và đặc biệt hơn cả là nhiều màn kết hợp ấn tượng giữa các idol, fan mãn nhãn với các tiết mục siêu cấp tuyệt vời của thần tượng. Là cái tên nhận được nhiều sự chú ý, luôn được fan soi kỹ từng mm, chẳng những về chất lượng bài diễn mà còn nhất cử nhất động của idol đều lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ. Đêm nhạc hội vừa qua khiến cho mọi người thật sự phải ố á liên tục về sân khấu kết hợp của hai cái tên nổi bật, Tamin của nhóm Shinee và Jimin của nhóm BTS. Cả hai đến từ các nhóm nhạc cực nổi này đã tạo được ấn tượng mạnh tới khán giả bởi màn trình diễn chất lượng. Tuy nhiên mọi chuyện chỉ thật sự vỡ ra vào phút cuối trong sự ngạc nhiên và lo lắng tột cùng của fan khi Jimin thình lình đổ sập xuống sàn sân khấu khi đang bước vào cánh gà. Một đoạn fan cam ghi lại được cảnh Tamin và Jimin sau khi hoàn thành tốt phần trình diễn của mình cùng nhau đi vào sau sân khấu trong những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Thế nhưng khi đi được một đoạn và gần cuối sau bức màn nhung thì Jimin thình lình sớn lại, nhanh chóng bỏ tai nghe ra và đổ gục xuống sàn. Đoạn video này được post lên Twitter của fan hâm mộ trên khiến tim của các ARMY dường như thắt lại. Thế nhưng dù không rõ lý do Jimin vấp ngã hay kiệt sức ngã quỵ xuống, Jimin vẫn tiếp tục tham gia vào phần trình diễn Class Idea của Seo Taichi and The Boys. Dù ngã, Jimin vẫn cố gắng hết sức trở lại sân khấu, lấy phong độ và tỏa sáng ngời ngời với thần thái hết sức tuyệt vời trong màn trình diễn tiếp theo. Theo mấy biết thương và trân trọng sự nỗ lực của người nghệ sĩ đã dành ra để có thể cống hiến đến cho khán giả những tiết mục tuyệt vời nhất. Thứ hai, RM gặp sự cố ngất xỉu khi biểu diễn. Hãng tin Tân Lãng cho biết, đêm nhạc hôm ngày 23 tháng 7, 2016 của BTS tại Bắc Kinh, Trung Quốc nằm trong tour diễn vòng quanh châu Á của nhóm. Nhưng tại buổi diễn mới nhất, nhóm đã gặp những sự cố không may. Điều đầu tiên là việc khi buổi biểu diễn vừa bắt đầu khoảng vài chục phút, đội trưởng RM bị ngất xỉu trên sân khấu. Theo miêu tả, RM sau màn vũ đạo đã có dấu hiệu mệt mỏi, sau đó đã bị ngất vì cảm nắng, thiếu oxy và được đưa vào viện kiểm tra ngay sau đó. Ban tổ chức đã gửi lời xin lỗi đến khán giả khi buổi biểu diễn buộc phải thiếu RM trong các tiết mục sau đó. Thời tiết ở Bắc Kinh quá nóng, các thành viên BTS vẫn phải biểu diễn với trang phục sơ mi dài tay, nhảy nhiều là không có khí thoáng nên RM rơi vào trạng thái mệt mỏi. Các thành viên còn lại cũng rất cố gắng mới hoàn thành buổi diễn. Thông tin từ cơ quan quản lý gửi đến truyền thông Trung Quốc. Sáng ngày 24 tháng 7, RM gửi lời xin lỗi chính thức đến người hâm mộ. Mình rất xin lỗi khi không thể đứng trên sân khấu biểu diễn trọn vẹn. Sức khỏe của mình đã khá hơn, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thứ ba, người hâm mộ hết sức lo lắng khi thấy Jungkook gần như ngất xỉu sau khi biểu diễn. Tại buổi lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 28 diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 2019, người hâm mộ đã hết sức lo lắng khi thấy tình trạng sức khỏe của em út nhà BTS Jungkook. Trong ngày này, BTS chủ nhân của Dasang đã trình diễn hai hit nổi tiếng Fat Club và Idol. Vũ đạo mạnh mẽ cùng với giọng hát đầy nội lực, BTS đã mang đến cho khán giả một sân khấu hoành tráng và chất lượng. Tuy nhiên sau khi diễn xong, một hình ảnh khiến cho người hâm mộ không khỏi không lo lắng và xót xa, đó là hình ảnh của em út vàng Jungkook. Sau khi diễn xong, dường như Jungkook đã mất hết sức lực. Lúc đi xuống sân khấu, Jungkook đã khuỵu xuống, phải nhờ sự trợ giúp của các vệ sĩ gần đó mới có thể đứng dậy và đi vào cánh gà. Trong tình trạng đó, Jungkook vẫn vừa đi vừa cúi đầu chào những khán giả ngồi cạnh đó. Không chỉ có Jungkook mà có lẽ các thành viên BTS cũng rất mệt mỏi vì làm việc quá sức. Từ giữa năm 2019 đến thời điểm hiện tại, nhóm luôn trong tình trạng kín lịch trình. Khi phải vừa đi tour vừa tham dự các lễ trao giải lớn nhỏ, chưa kể họ còn phải chuẩn bị cho album mới nữa. Thế nhưng các thành viên vẫn luôn mỉm cười và làm việc chăm chỉ hết mình, vẫn biểu diễn hết sức nhiệt tình trên sân khấu. Nhìn thấy hình ảnh này của Jungkook, người hâm mộ không khỏi xót xa. Thứ tư, Vi gần như ngất xỉu phải thở oxy. Ngày 14 tháng 4 năm 2020, DVD
Speak Yourself in Japan được phát hành tới người hâm mộ BTS. DVD ghi lại những phân cảnh hậu trường của chuyến đua diễn Nhật Bản hồi hè 2019 của nhóm nhạc nhà BTS. Đội ngũ quay phim của BTS đã quay khoảnh khắc khi Vi kiệt sức tại hậu trường, cô ấy gần như ngất xỉu sau màn trình diễn và được nhân viên giúp đỡ thở oxy. Khoảnh khắc khiến người hâm mộ đau lòng khi nhìn thấy và cũng trân trọng BTS nhiều hơn vì các chàng trai đã cống hiến hết mình cho buổi biểu diễn. Thứ năm, Jimin đã từng nhịn ăn giảm cân đến mức ngất xỉu trong khi tập luyện. Năm 2017, nhóm BTS đã phát hành Wings Concept Book, một cuốn sách khổ lớn dày hơn 300 trang, trong đó có nhiều hình ảnh và thông tin hậu trường mà các chàng trai BTS chưa từng chia sẻ trước đây. Wings Concept Book nặng tới gần 3kg với 55.000 won, khoảng 1,1 triệu đồng. Trong cuốn sách này, Jimin đã kể lại chuyện nhịn ăn giảm cân của mình vì muốn có ngoại hình đẹp đúng chuẩn idol, nên Jimin đã nhịn ăn trong suốt thời kỳ thực hiện album Wings để có thân hình thon thả hơn. Tuy lịch tập luyện và biểu diễn rất căng thẳng, nhưng Jimin vẫn ăn rất ít, thậm chí còn bỏ bữa khiến cho sức khỏe sụt giảm nhanh chóng. Dù các thành viên trong nhóm BTS liên tục dục dã Jimin hãy ăn uống nhiều hơn, thì Jimin vẫn quyết tâm nhịn. Kết quả là Jimin đã giảm được 5kg, nhưng đã từng ngất xỉu trong lúc tập luyện vì quá mệt. Vì đã nếm trải hậu quả của việc nhịn ăn giảm cân, nên Jimin khuyên mọi người nếu muốn gầy hơn thì đừng bao giờ để cho cơ thể bị đói. Các bạn hãy chọn cách thay thế tinh bột bằng những thực phẩm ít năng lượng như là rau củ quả, kết hợp từ chế độ ăn từ từ, kèm tập luyện thì mới không ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn các ARMY đã nhanh chóng để hashtag Jimin You Are Perfect trên Twitter vào thời điểm đó, dù muốn nhắn nhủ rằng dù thế nào đi nữa Jimin vẫn là một chàng trai hoàn hảo trong mắt fan. Thứ 6, J-Hope ngất đi khi quay MV. Có một sự thật không thể phủ nhận rằng 7 thành viên của BTS đều làm việc rất là chăm chỉ và đó cũng là lý do đã xảy ra sự việc của J-Hope khiến cho người hâm mộ lo lắng. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với Mnet, BTS tiết lộ rằng J-Hope đã ngất đi khi nhóm đang thực hiện quay MV ca khúc Boy With Love. Các thành viên đã rất sốc khi điều này đã xảy ra vì J-Hope trông vẫn khỏe mạnh khi buổi quay mới bắt đầu vào buổi sáng và không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Sau đó thì J-Hope chia sẻ rằng mình đã làm việc quá sức vào trong buổi quay và đã phải nghỉ gần một ngày để nhập viện. J-Hope chia sẻ, chuyện đó không thường xảy ra, mình cũng chẳng rõ tại sao, nhưng mình nghĩ là do làm việc quá sức và ngất xỉu. Sau đó, mình được đưa đến bệnh viện để truyền nước và cảm thấy khỏe hơn. Thứ 7, Jungkook ngất xỉu trên sân khấu khiến cho người hâm mộ đau lòng. Tháng 3, 2017, BTS tổ chức concert tại Chile và đêm diễn này được chiếu lại trong tập phim tài liệu Wednesday. Khi đó, người hâm mộ được chứng kiến quá trình luyện tập của các thành viên và nhận ra sự nhiệt huyết của họ. Đặc biệt là Jungkook, với lịch trình dày đặc và mệt mỏi thì vẫn cháy hết mình trên sân khấu mà không khiến ai nghi ngờ. Chỉ đến khi concert kết thúc, Jungkook mới ngã quỵ sau cánh gà, thậm chí phải thở oxy và nhận được sự chăm sóc đặc biệt của nhân viên y tế. 8. Jin suýt ngất kiệt sức trong show đi rừng. Vơ lặng trong điều kiện thời tiết xấu, ăn uống không đủ khiến cho Jin bị choáng, được nhân viên y tế tiêm thuốc hồi sức. Trong một tập của show thực tế khắc nghiệt Lords of the Jungle của đài SBS lên sóng vào ngày 27 tháng 1, 2017, Jin đã bị kiệt sức, có biểu hiện choáng và buồn nôn khiến cho người hâm mộ lo lắng. Trong tập này, Jin, Skippy và Sonbi tách khỏi đội hình lớn, được phân thành một nhóm nhỏ, là người trẻ nhất trong cả ba. Jin nhận trách nhiệm lặn xuống vùng nước đen vì Skippy không tự tin trong việc lặn, còn Sonbi thì sợ nước. Mặc dù trời mưa, bộ ba vẫn tiếp tục nhiệm vụ và thành công bắt được một số cá. Sau khi trở về thuyền, sắc mặt của Jin bỗng thay đổi. Em cảm thấy như mình sắp nôn vậy, Jin nói. Trước đó, Jin còn gần như không được ăn gì trong suốt cả ngày. Skippy và Sonbi rất lo lắng chăm sóc các thành viên trẻ tuổi nhất nhóm. Nhân viên y tế cũng lập tức có mặt để hỗ trợ cho nam idol. Khán giả sau khi xem chương trình đã tỏ ra rất lo lắng và để lại nhiều bình luận quan tâm Jin trên mạng. Thứ 9, Jimin ngất xỉu và ngã nhào khỏi sân khấu tại fan meeting. Jimin từng khiến cho ARMY có mặt tại fan meeting Japan Official Fan Meeting Undercover Mission được bộ fan hoang mang khi cậu ấy bỗng nhiên ngất xỉu và ngã nhào khỏi sân khấu. BTS sau đó đã lên tiếng do Jimin bị tụt huyết áp dẫn tới chóng mặt và ngất ngay trên sân khấu sau khi chơi trò chơi yêu cầu và nín thở quá lâu. Tuy nhiên sự cố này vẫn khiến cho người hâm mộ rất lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy. BTS đã luyện tập rất chăm chỉ về vũ đạo cũng như là luyện thanh. Mấy bộ có biết là các chàng trai đã nỗ lực hết sức mình mỗi khi lên sân khấu, thậm chí là ngất xỉu, nhưng các cậu ấy vẫn cố gắng biểu diễn bằng chút sức lực ít ỏi với mong muốn rằng người hâm mộ sẽ thưởng thức được những màn trình diễn đỉnh cao một cách trọn vẹn nhất có thể.
Với những điều nhỏ nhặt như thế, đủ để ARMY thấy BTS đã yêu thương fans của mình như thế nào. Còn bây giờ nhớ đăng ký kênh, vẫn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào mỗi tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần lúc 19 giờ. Bye bye!